Ngày 4 tháng 10, nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên đã nộp hơn 103 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Đây là số tiền sử dụng đất tăng thêm mà công ty Trung Nguyên phải nộp vào ngân sách nhà nước sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 45 hectare do công ty Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định giao không qua đấu giá quyền sử dụng đất hơn 19,3 hectare đất giai đoạn 1 cho công ty Trung Nguyên làm dự án trên. Công ty Trung Nguyên đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp 625 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước đối với diện tích đất được giao tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh. Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các sở ngành của tỉnh Đắk Lắk đã họp xác định lại giá đất và tăng thêm 103 tỷ đồng đối với dự án khu đô thị Suối Xanh mà công ty Trung Nguyên đang thực hiện.